Tu Liêm trân trọng kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang theo dõi chương trình Thời tiết Nông vụ được phát sóng định kỳ hàng tháng trên kênh YouTube Mà Phát Nông. Trải qua tháng 6 có nhiều điểm nhấn về thời tiết, tình hình canh tác cũng có nhiều biến chuyển, như là trên lúa xuất hiện nhiều dịch hại, sầu riêng chuyển sang mùa nghịch 2024 trong bối cảnh mưa nắng đan xen, rau màu gặp khó khăn khi canh tác trong mùa mưa. Và trước tình hình đó thì tháng 7 cần lưu ý và đề phòng những gì? Xin kính mời bà con cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây nhé. Vâng, mở đầu cho chương trình tháng này như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết và thủy văn. Dự báo thời tiết trong tháng 7 có những thông tin đáng chú ý như sau. Về nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 0,1 cho đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về nắng nóng thì trong tháng 7 năm 2024, tại khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Tại khu vực Bắc Bộ, đợt nắng nóng đang diễn ra khoảng cuối tháng 6, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 7. Sau nắng nóng suy giảm thì có xu hướng gia tăng trở lại vào thời kỳ 20 ngày cuối tháng 7 năm 2024. Về lượng mưa thì tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kéo dài khoảng từ 2 cho đến 4 ngày. Một điểm quan trọng trong tháng 7 này là có thể xuất hiện của bão và áp thấp nhiệt đới. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 1 cho đến 2 cơn bão hay là áp thấp nhiệt đới, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực đất liền của nước ta. Như vậy thì tổng kết tình hình thời tiết tháng 7, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao và lượng mưa thì có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm. Điều quan trọng là trong tháng 7 này có sự xuất hiện của những cơn bão hay là áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng nhiều đến canh tác cây trồng. Vâng, tiếp nối chương trình thời tiết sẽ là những thông tin thủy văn cần lưu ý. Tại khu vực Tây Nguyên, trong tháng 6 vừa rồi, trên sông Cam Ly ở khu vực Lâm Đồng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ tại trạm Thanh Bình lên đến mức là 832,56m, trên báo động 2 khoảng 0,56m. Từ ngày 20 tháng 6, mực nước tại sông Đắk La Kon Tum xuống thấp do ảnh hưởng của đập điều hòa. Mực nước trên sông Krông Anna xuất hiện từ 3 cho đến 4 đợt dao động. Các sông khác phổ biến dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện và các công trình thủy lợi. Dự báo trên các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện từ 2 cho đến 3 đợt lũ trong tháng 7 này. Mực nước trên sông Krông Anna dao động theo xu thế lên dần, các sông khác phổ biến dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện và các công trình thủy lợi. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ thì mực nước cao nhất trên sông Đồng Nai tại khu vực Tà Lài là 111,55m vào ngày 22 tháng 6. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 1m49 vào ngày 28 tháng 6 và trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1m7. Dự báo mực nước trên sông Đồng Nai có dao động, mực nước sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần. Mực nước cao nhất trong tháng trên sông Tiền tại Tân Châu là 2m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2m1. Về tình hình mực nước và lũ thì mỗi khu vực chúng ta nên theo dõi thông báo cụ thể ở địa phương mình để có những biện pháp gia cố ruộng vườn đối phó để bảo vệ năng suất nha. Bà con thân mến, với tình hình thời tiết thủy văn trong tháng 7 được dự báo như thế, thì tình hình canh tác nông vụ cần lưu ý những gì? Đầu tiên là về canh tác lúa. Điểm qua tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long những ngày vừa qua, rộ lên tình hình vàng lá đại trà trên các cánh đồng, trải dài các khu vực như là Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên của An Giang, Vĩnh Thạnh của Cần Thơ, Tân Hiệp, Hòn Đất, Kiên Giang, cũng như là Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng của Long An. Sau quá trình thăm khám, xác định nguyên nhân chính không đến từ rầy phấn trắng, bởi vì một số rầy rất là ít và đã được quản lý triệt để. Nếu để ý kỹ với bệnh xuất hiện điểm khởi đầu và kéo dài trên lá, khẳng định là do vàng lá chín sớm gây ra. Ở những vụ mùa khác, vàng lá chín sớm thường xuất hiện trên những trà lúa sau trổ. Tuy nhiên, vụ mùa này, chúng xuất hiện sớm cả trên lúa đẻ nhánh và làm đồng, khiến cho bà con chúng ta chủ quan và bỏ qua ngay từ đầu. Bên cạnh đó, nắng mưa xen kẽ những ngày vừa qua khiến cho độc chất trong đất bộc phát, làm lúa trở nên giảm sức sống và vàng lá dần nhiều. Chính vì thế, giải pháp cải thiện phục hồi ruộng lúa phải tuân thủ nguyên tắc trên dưới. Bên dưới, chúng ta phải thay nước ruộng nhiều lần để loại bỏ các độc chất. Và với những trà lúa trên 30 ngày tuổi, thì chúng ta có thể để nền ruộng ẩm và tiến hành bón phân bên dưới để phục hồi nhanh hơn. Tùy theo mức độ vàng của ruộng lúa mà lượng phân bón có thể khác nhau, tuy nhiên thì chúng ta nên ưu tiên các loại cân bằng như là 20-20-15 bà con mình nhé.
Vâng, và bên trên thì chúng ta phải kết hợp giải pháp quản lý nấm đa điểm ELISA kết hợp với dinh dưỡng nano kẽm ABN giúp quản lý được bệnh hại vàng lá và phục hồi bộ lá xanh khỏe chỉ sau 2 đến 3 ngày phun. Hiệu quả đã được kiểm chứng trên nhiều ổ ruộng tại Tân Thạnh, Long An hay là Tháp 10 Đồng Tháp. Về giải pháp cải thiện chi tiết cho từng giai đoạn, ban biên tập cũng đã chuyển tải nhiều thông qua chương trình livestream hàng tuần cũng như là chương trình hỏi đáp nhanh và trả lời câu hỏi. Xin kính mời bà con chúng ta vào kênh để có thêm thông tin nhé. Vâng, và bên cạnh vấn đề vàng lá do bệnh hại và ngộ độc thì thực tế trên đồng vẫn có nhiều ổ ruộng chịu sự tấn công của rạp vắng trắng từ giai đoạn mạ đến rổ chính. Những ruộng lúa giai đoạn làm đồng đến rổ bị tấn công khiến lá hoa vàng là điều thường thấy. Thông qua giải pháp quản lý là Medino kết hợp thấm sâu 30 giây cũng đã triệt tiêu những lứa rầy cũng như là ấu trùng trên ruộng. Cùng với biện pháp phục hồi bón phân bên dưới và phun Nutriactive bên trên, ruộng lúa cũng đã hồi xanh trở lại. Tuy nhiên, vụ mùa năm nay khó khăn, dịch hại do một số và biến đổi tập tính xuất hiện rất nhiều trên tủ lúa còn nhỏ. Câu hỏi được bà con đặt ra là có nên phun rạp vắng trắng ở thời điểm tủ lúa còn nhỏ hay không? Và sau quá trình thăm khám, anh em khẳng định chắc nịch là chúng ta không cần phun xịt bà con mình nhé. Với những tủ lúa nhỏ cộng thêm các cữ phân thì lúa đủ khả năng vượt qua. Việc phun xịt sẽ tốn kém chi phí và hiệu quả không cao vì không mang tính đồng loạt cả cánh đồng. Bằng chứng là sau những khuyến cáo không phun xịt thì đến nay ruộng lúa vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường. Vì thế canh tác chúng ta cũng phải tùy tình huống để có những quyết định phù hợp và mang tiêu chí hiệu quả tiết kiệm bà con mình nhé. Vâng, bên cạnh rạp vắng trắng thì các loại sâu hại như là sâu cuốn lá, sâu đục thân thì vẫn đang hoành hành nhiều trên các trà lúa từ đẻ nhánh đến làm đồng. Lưu ý là chúng ta quản lý sâu nên tập trung ở tuổi sâu còn nhỏ sẽ hiệu quả cao hơn. Với sâu cuốn lá, bà con có thể dùng công thức như là Rino hoặc là rồng lửa. Với những loài lẫn trốn như là sâu đục thân thì khâu quản lý sẽ khó khăn hơn. Do đó bên cạnh thần công thì không thể thiếu thấm sâu 30 giây để quản lý sâu ở những giai đoạn như là đẻ nhánh đến làm đồng. Với sâu đục thân ở giai đoạn trổ thì bà con có thể chọn phun hoặc không phun tùy theo tình hình bướm sâu trên đồng. Vì vòng đời sâu đục thân lên đến 60 ngày nên từ giai đoạn trổ trở về sau, nếu không có bướm thì không cần phun xịt bà con mình nhé. Bước vào tâm điểm mưa bão, nỗi lo lớn nhất của bà con là vấn đề đổ ngã. Lúa sập nằm nước không chỉ gây khó khăn trong khâu thu hoạch mà còn làm lên mộng trên bông, giảm năng suất và chất lượng đáng kể. Từ đó giá bán có thể thấp, khiến lợi nhuận không cao hoặc thậm chí là thua lỗ. Nói không đâu xa, những trà lúa thu hoạch trước đã bị đổ ngã đáng kể, có nhiều trà lúa vừa trổ xong đã liêu xiêu hoặc là đổ rạp. Và để cứu cánh những trà lúa này cũng như là phòng đổ ngã cho những trà lúa yếu mềm ở giai đoạn trổ thì bà con nên thực hiện theo những nguyên tắc sau. Đầu tiên là chúng ta phải rút hết nước trên ruộng để nền ẩm. Bên trên sử dụng công thức là trụ thép cải tiến kết hợp nano kẽm ABN nếu ở giai đoạn lúa trổ hoặc trụ thép cải tiến kết hợp với nano ca cộng ở cử đỏ đuôi. Những trà lúa đổ ngã sớm thì chúng ta sử dụng công thức này chỉ sau 3 ngày thì lúa có thể dựng đứng trở lại, thông mạch dẫn và vào gạo bình thường. Và nói về vấn đề đổ ngã thì chúng ta không nên chủ quan đợi đến lúa đổ chín mới quan tâm, bởi vì bước vào giai đoạn mùa mưa thì chắc chắn gần thu hoạch thì ít nhiều cũng phải dính những đợt mưa lớn hoặc là bão. Do đó chống đổ ngã ngay từ đầu phải được quan tâm. Trong khâu phân bón không bón thừa đạm, khi thấy lúa phượt thì nên hạn chế đạm và tăng lượng kali lên. Về nước thì nên quản lý nước theo phương pháp là ướt khô xen kẽ có tác dụng hạn chế được chiều cao và tạo thế đứng vững chắc cho cây lúa. Sử dụng những chế phẩm hỗ trợ bên trên như là trụ thép cải tiến kết hợp Aricon 620 ở giai đoạn lúa 20 ngày, 30 ngày có tác dụng hạn chế về sinh trưởng chiều cao, giúp thân lúa lùn mập. Hoặc chất Mebiquat Chlorid có trong trụ thép cải tiến giúp tăng cường hấp thu canxi, thân bẹ cứng cáp hơn. Bên cạnh đó thì kết hợp với lân hữu hiệu hai chiều trong Aricon 620 sẽ giúp lúa đẻ nhánh mạnh, kích kháng các loại nấm khuẩn. Bộ đôi có nhiều tác dụng và được sử dụng ở mọi giai đoạn, kể cả giai đoạn đồng trổ và chín. Bên cạnh trụ thép và Aricon 620 thì phương pháp tạo mầm Farm Backlog kết hợp Aricon 620 cũng được bà con ưa chuộng trong vụ hè thu vừa qua. Cũng có tác dụng cứng cây ngắn lóng, nhưng điểm chính là bông lúa trổ ra nù hơn, nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên thì phương pháp này được khuyến cáo trong giai đoạn đẻ nhánh và thời điểm trước làm đồng từ 7 cho đến 10 ngày bà con mình nhé. Và giai đoạn tháng 7 thì có thể có vài cơn bão đổ bộ vào Biển Đông. Tuy nhiên thì chưa xác định chính xác đường đi của bão, nhưng chúng ta không nên chủ quan lơ là vấn đề đổ ngã, nhất là những trà lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch trong tháng 7 này. Bước sang tháng 7 cũng là thời điểm một số nơi bắt đầu cho vụ thu đông 2024 như là Tri Tôn An Giang, Vị Thủy thuộc Hậu Giang, Vĩnh Thạnh thuộc Cần Thơ, Long Phú, Trần Đề, Sóc Trăng, Tân Hiệp thuộc Kiên Giang, v.v. Và để giúp bà con hình dung được bức tranh canh tác thu đông thì An Phát Nông đã kết nối với các chuyên gia đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ để có những dự báo về tình hình thời tiết thủy văn cho các tháng 7, 8, 9, 10 và những tháng cuối năm nay.
Điều đặc biệt cho tình hình cuối năm nay chính là ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina diễn ra mưa và bão nhiều. Chính vì thế, khâu canh tác cần phải có biện pháp ứng phó cho phù hợp hơn. Để nắm rõ hơn và chi tiết về nhiệt độ, lượng mưa, tình hình bão lũ trong các tháng cuối năm thì xin mời bà con theo dõi chương trình Thu Đông Kỳ 1 trên kênh YouTube An Phát Nông nhé. Trong tháng 7 này, một số trà lúa thu đông đã bắt đầu xuống giống. Tuy nhiên thì trong điều kiện mưa nhiều nên lưu ý những tác động xấu do thời tiết gây ra có thể gây trội giống hay là nhận giống. Và trong khâu ngâm hay là trộn giống thì chúng ta nên cường sức với super cát để giúp mạ non sinh trưởng và chống chịu tốt hơn với điều kiện ngập úng. Và cách xử lý tình huống với những ruộng mạ ngập nước lâu ngày như sau. Đầu tiên là chúng ta phải rút nước, nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải rút nước từ từ, không rút nhanh để khiến cho lúa đổ rạp. Và khâu bón phân thì chúng ta nên bón phân sớm giúp lúa phục hồi nhanh hơn, bổ sung kali giúp lúa cứng cáp. Về khâu phun xịt bên trên thì có thể chọn NutriActive hoặc là Arigon hoặc là Supercat để giúp cây lúa phục hồi nhanh hơn. Vâng, và đó là những lưu ý canh tác cho ruộng lúa trong tháng 7. Xin mời bà con tham khảo và chuẩn bị để có một tháng 7 thuận lợi nha. Chuyển sang tình hình canh tác cây sầu riêng, trong khi khu vực miền Tây đã bước vào nhịp sầu riêng của mùa nghịch, thì khu vực miền Đông và Tây Nguyên vẫn đang chăm sóc giai đoạn trái lớn và một số vườn thì đang thu hoạch. Thời điểm này thì cả hai đều rơi vào mùa mưa, nhưng điểm đặc biệt cho năm nay là những cơn mưa dường như đến muộn và ít hơn. Tuy nhiên thì khi bước vào tháng 7 thì số cơn mưa có thể dồn dập. Khu vực Tây Nguyên, thời gian sinh trưởng và thu hoạch thường kéo dài hơn những khu vực khác, và thu hoạch trái thì kéo dài tầm từ 130 đến 150 ngày do địa hình địa thế cao. Khu vực này thì chúng ta cần phải chú ý cân đối dinh dưỡng và kiểm soát đoạt để tránh rụng. Trái từ 100 ngày thì có thể bắt đầu chuyển qua các loại phân bón chứa kali cao như là 12, 11, 18 để thúc lên cơm. Trong giai đoạn mang trái thì khá nhạy cảm với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Nếu không cẩn thận chọn những loại thuốc có tính nóng khiến gai khoe vàng, làm giảm tính thẩm mỹ trên trái. Bên cạnh đó thì tình trạng bể gai do nhiều nguyên nhân như là mất cân đối dinh dưỡng, lạm dụng chất điều hòa sinh trưởng hoặc là thiếu canxi v.v. khá là phổ biến ở những vườn miền Đông, Tây Nguyên ở thời điểm này. Để có cách phòng ngừa cũng như là khắc phục tình trạng trên thì cần phải có thời gian và công thức cụ thể. Xin kính mời bà con chúng ta vào kênh An Phát Nông Cây Ăn Trái để có thêm thông tin nhé. Thối trái là vấn đề không kém phần quan trọng trong thời điểm mùa mưa này. Phytophthora tồn tại nhiều trong đất và không khí. Thời điểm mùa mưa dễ bị lây nhiễm lên thân cây, gây nứt thân xì mũ, lên trái gây thối trái. Công thức quản lý thối trái xanh gai, đừng quên 1 kg Elixir kết hợp với 1 lít Arigon 620, chúng ta phun cho 400 lít nước. Các vườn sầu riêng trồng xen với cà phê thì cần chú ý tẩy rong trong thời điểm này. Các vườn xen canh cà phê có thể là rậm rạp, ẩm độ cao, nhất là trong mùa mưa khiến rong rêu sinh sôi nhanh. Không chỉ bu trên thân cành làm giảm tính thẩm mỹ mà còn tấn công lên lá, giảm quang hợp và rụng lá. Công thức tẩy rong là 500g zip ra kết hợp với một chai thấm sâu 30 giây, pha cho 300 lít nước phun toàn thân cành lá và con mình nhé. Nói đến côn trùng thì bọ xít mũi là nhóm côn trùng mới nổi gây hại cục bộ những ngày gần đây. Tuy nhiên thì lâu dần đây sẽ là mối nguy hại lớn cho các vườn cây ăn trái. Chúng chích lên vỏ trái khiến trái bị xì nước, lâu dần nấm khuẩn xâm nhập qua vết thương gây tổn hại toàn bộ thịt trái. Bà con có vườn trái đang lên cơm thì chú ý loài này. Nếu xuất hiện thì chúng ta nên quản lý ngay với thần công kết hợp với thấm sâu 30 giây. Và công thức này sẽ hỗ trợ quản lý luôn rệp sáp đang có trên vườn. Và chuyển sang tình hình canh tác các vườn sầu riêng khu vực miền Tây thì nhiều vườn đang trong giai đoạn phục hồi và tạo cơ đọt. Giai đoạn nắng mưa sang khẻ thì nên quan tâm nhiều đến đối tượng mọc độc cành. Trước khi tiến hành rửa vườn thì nên xem xét cắt tỉa cành, thu gom những tàn dư đem đi tiêu hủy. Thần công kết hợp Red Mai cộng thấm sâu 30 giây dùng để quản lý thành trùng và ấu trùng lẫn trốn bên trong thân cành bà con mình nhé. Đến vấn đề phục hồi sau thu hoạch, bên cạnh thân cành lá thì một vấn đề không kém phần quan trọng đó chính là bộ rễ. Có hai tiêu chí chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất là quản lý nấm bệnh bên dưới đất, đặc biệt là Phytophthora. Thứ hai là dinh dưỡng phục hồi kích rễ nên ưu tiên hữu cơ để dễ hấp thu. Công thức tưới hoàn hảo cho giai đoạn này là Arigon 620 kết hợp với Overin Gold. Liều là 1cc Arigon 620 kết hợp với 1cc Overin Gold. Chúng ta pha cho 1 lít nước và theo tỷ lệ này chúng ta sẽ tưới quanh vùng tán cây bà con mình nhé. Và một số khu vực thì đang bước vào giai đoạn tạo mầm, đại bạc lên bắc lo như là cây lại Tiền Giang, Châu Thành, Đồng Tháp v.v. Tuy nhiên thì rơi vào thời điểm mùa mưa nên ưu tiên kiểm soát đọt. Đọt đi mạnh khiến mắt cua không ra hoặc không phát triển thành bông. Những biện pháp xử lý tình huống này kích mầm ra nhanh cũng đã được chuyển tải cụ thể trên kênh YouTube An Phát Nông Cây Ăn Trái. Xin mời bà con vào kênh để tham khảo nhé. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu. Hàng An Phát Nông phải có
logo chữ APN với biểu tượng đuốc lúa trên góc trái. Hàng An Phát Nông phải có. Dòng đơn vị phân phối, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông. Hàng An Phát Nông phải có. Băng nhận diện hình chữ L, in chìm biểu tượng APN. Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh YouTube An Phát Nông. Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Bà con thân mến, nhắc đến rau màu trong mùa mưa thì không thể bỏ qua vấn đề về bệnh hại. Vàng lá, đốm lá do nấm trên các loài hoa, đặc biệt là họ cúc khá là phổ biến. Bệnh phát sinh trong điều kiện nóng ẩm, lây lan nhanh, đặc biệt là trên các vườn ươm và các vườn vừa sang chậu. Vàng lá, đốm lá nếu không phòng trị sớm sẽ làm giảm năng suất, thậm chí chết cả cây cả bụi. Khi xuất hiện đốm bệnh thì chúng ta nên cách ly và phun toàn vườn với Elixir và thấm sâu 30 giây. Elixir với những hoạt chất trừ bệnh sẽ kiểm soát bệnh vàng lá, đốm lá hiệu quả. Bên cạnh đó thì còn hỗ trợ xanh dày lá, kích kháng nấm khuẩn, về sau nó sẽ hiệu quả hơn. Thấm sâu 30 giây kết hợp cùng sẽ giúp tăng hiệu quả của bình phun. Và tháng 7 này thì có thể có sự xuất hiện của những cơn mưa hay những cơn áp thấp nhiệt đới. Và không chỉ trên lúa mà trên rau màu thì chúng ta cũng nên quan tâm đến vấn đề đổ ngã. Việc trồng với mật độ dày khiến cho các vườn ớt hay là những cái vườn đậu nành, cà chua v.v. vươn dài, yếu ớt, dễ đổ ngã làm sụt giảm năng suất hoặc có khi là mất trắng. Chính vì thế, việc tìm ra giải pháp khắc phục vấn đề này được nhiều bà con chúng ta quan tâm. Chế phẩm mới Baby 247 chứa chất điều hòa sinh trưởng an toàn, giúp hạn chế chiều cao cũng như là gia tăng số nhánh với các cây trồng như là ớt, cà chua, đậu nành, mè v.v. Từ đó, bên cạnh việc chống đổ ngã, chế phẩm còn giúp gia tăng năng suất, sản lượng sau khi phun nhờ việc tăng số nhánh hỗ trợ quang hợp ở thực vật. Vâng, và việc phun xịt trong mùa mưa khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn về vấn đề phun xong thì trời mưa sẽ khiến giảm hiệu quả của các chế phẩm bảo vệ thực vật. Vì thế, việc phun xịt nên kèm theo chế phẩm là thấm sâu 30 giây để hạn chế rửa trôi do mưa, giúp chế phẩm loang trải đều thấm sâu vào bên trong để nhanh tốc độ phát huy hiệu quả của các chế phẩm. Lưu lượng rất dễ sử dụng, 10cc thấm sâu 30 giây cho bình 25 lít bà con mình nhé. Bà con thân mến, vừa rồi là toàn bộ những thông tin lưu ý cho ruộng lúa, vườn cây, vườn rau màu của bà con trong tháng 7 năm 2024 này. Điểm nhấn cho thời tiết tháng 7 chính là bước vào mùa mưa, nhưng nhiệt độ vẫn còn duy trì cao, sẽ là điều kiện cho các loài dịch hại sinh sôi mạnh. Bên cạnh đó, tháng 7 được dự báo có sự xuất hiện của bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng nhiều đến canh tác cũng như năng suất của các ruộng lúa, vườn rau của bà con mình. Và với những thông tin chương trình ngày hôm nay gửi đến thì hy vọng sẽ là một định hướng chắc chắn để bà con đối phó với tình hình thời tiết, dịch hại và bảo vệ được năng suất. Về quy trình canh tác lúa và sầu riêng cho vụ mùa mới, anh em cũng đã biên soạn xong, bà con hãy liên hệ với chương trình để tham khảo tài liệu nhé. Còn bây giờ, Tú Liêm xin chúc bà con thành công và thắng lợi về năng suất lẫn giá bán. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới nhé.